Mời quý vị và các bạn đến với khung thời lượng của bản tin 141, chương trình chuyên biệt về an ninh trật tự. Thưa quý vị, từ nay cho đến ngày 31 tháng 3 là thời gian toàn thành phố Hà Nội thực hiện đợt ra quân tổng kiểm tra xử lý, giải quyết vi phạm về trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị, trật tự công cộng. Mở đầu nhật ký 141 ngày hôm nay, xin mời quý vị cùng chúng tôi theo dõi và điểm qua những thông tin đáng chú ý trong đợt ra quân này. Kế hoạch tổng kiểm tra xử lý giải quyết vi phạm về trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị, trật tự công cộng trên địa bàn toàn thành phố lần này sẽ thực hiện theo 3 giai đoạn. Đầu tiên, lực lượng chức năng tập trung đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân chấp hành quy định, sau đó sẽ tổng kiểm tra xử lý vi phạm từ nay đến hết ngày 31 tháng 3. Mục tiêu kiểm tra quyết liệt, đồng bộ, toàn diện và kiên quyết xóa bỏ các điểm hè phố, lòng đường bị chiếm dụng trái phép để làm nơi kinh doanh. Sau đợt tổng kiểm tra xử lý, tiếp tục duy trì không để vi phạm tái diễn. Thưa quý vị, trong phiên trả lời tại họp báo chính phủ thường kỳ tháng 2, Trung tướng Tô Ân Sô, người phát ngôn Bộ Công an đã thông tin nhiều câu hỏi mà dư luận quan tâm về tiến độ điều tra các vụ án nóng nổi cộng thời gian gần đây, như vụ các trung tâm đăng kiểm trên toàn quốc và vụ án nguyên giám đốc Công an thành phố Hải Phòng lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Mời quý vị cùng theo dõi trong camera 141. Theo Trung tướng Tô Ân Sô, người phát ngôn Bộ Công an, qua các chứng cứ tài liệu thu thập, cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh xác định hành vi của ông Đỗ Hữu Ca, nguyên giám đốc Công an thành phố Hải Phòng đã đủ yếu tố cấu thành tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và khởi tố bị can về tội danh nêu trên. Trong quá trình bị xét hỏi, ông Đỗ Hữu Ca khai đã nhận tiền của doanh nhân nhưng chưa tác động đến cá nhân, cơ quan chức năng nào để chạy án. Là cái hành vi của ông Đỗ Hữu Ca đủ các yếu tố cấu thành tội là lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo cái điều 174 Bộ luật hình sự. Do vậy là cơ quan điều tra của Công an Quảng Ninh đã quyết định là khởi tố ông Ca với tội danh nêu trên và cái viện kiểm sát cung cấp cũng đã phê chuẩn cái quyết định này. Liên quan đến vụ án tại các trung tâm đăng kiểm, theo Trung tướng Tô Ân Sô, tính đến nay công an các đơn vị địa phương đã khởi tố 42 vụ án, khám xét 42 trung tâm đăng kiểm, 4 chi cục đăng kiểm, khởi tố 379 bị can về 7 tội danh. Người phát ngôn Bộ Công an nhấn mạnh, số bị can sẽ còn tăng. Mà bị can chắc chắn sẽ không dừng ở con số gần 400 bị can này, tại vì các tỉnh đang tiếp tục làm. Về cái đăng kiểm này thì nó có ba cái mảng chính là thứ nhất là kiểm định phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, thì các cái thông tin cơ bản đã thông tin đến các đồng chí rồi. Cái thứ hai là cái kiểm định phương tiện nội thủy đấy, thì bây giờ bắt đầu công an các địa phương bắt đầu đi sâu vào cái phần nội thủy này, và cái nội thủy này cũng sẽ là rất nhiều vấn đề. Qua xác minh ban đầu, cán bộ các trung tâm đăng kiểm và cục đăng kiểm nhận hối lộ của các chủ phương tiện hoặc các đối tượng môi giới để bỏ qua các lỗi. Hiện cơ quan công an đang tiếp tục làm rõ để đưa các hoạt động đăng kiểm về đúng mục đích ban đầu. Xin chuyển sang tin tức khác, thưa quý vị. Liên quan đến vụ án bé 17 tháng tuổi tử vong sau 2 tuần gửi trông giữ tại nhóm trẻ tự phát ở xã Vạn Điểm, huyện Thường Tín, cơ quan cảnh sát điều tra đã xác định nguyên nhân cái chết thương tâm của cháu bé là do hai ác mẫu bạo hành. Đó là Nguyễn Thị An sinh năm 1993 và Nguyễn Thị Lành sinh năm 1994, cùng trú tại thị trấn Phú Minh, huyện Phú Xuyên. Theo tài liệu điều tra, khoảng 9 giờ ngày 23 tháng 2, hai đối tượng đã dùng tay chân bạo hành cháu bé dã man do cháu bé không nghe lời. Kết quả sơ bộ xác định nguyên nhân tử vong của cháu bé là do bị chấn thương sọ não. Qua đấu tranh, hai đối tượng khai nhận đã nhiều lần bạo hành cháu bé để rèn vào quy củ của lớp vì cháu là học sinh mới. Công an huyện Sóc Sơn vừa khởi tố ổ nhóm gồm 4 đối tượng chuyên trộm cắp xe máy và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có. Các đối tượng này đã gây án trên địa bàn các huyện Sóc Sơn, Gia Lâm và quận Long Biên. Chúng gồm Nguyễn Minh Quân sinh năm 2007, Nguyễn Văn Hùng sinh năm 2004, Nguyễn Văn Dũng sinh năm 2006, cùng trú tại xã Xuân Thu, huyện Sóc Sơn, và Nguyễn Hữu Mạnh sinh năm 2003, trú tại xã Kim Lũ, huyện Sóc Sơn. Công an huyện Sóc Sơn cũng vừa triệt phá một ổ nhóm mua bán sử dụng trái phép chất ma túy. Trước đó khoảng 7 giờ 30 phút ngày 27 tháng 2, khi kiểm tra hành chính khách sạn Bình An ở xã Mai Đình, huyện Sóc Sơn, lực lượng chức năng phát hiện quả tang Nguyễn Văn Toàn, Nguyễn Trọng Đức, Nguyễn Văn Tuấn cùng trú tại Sóc Sơn, Lương Thị Huế và Đinh Thị Hoa Mai cùng quê Phú Thọ đang sử dụng trái phép ma túy. Quá trình điều tra, cơ quan công an bắt giữ thêm Đoàn Hương Giang sinh năm 1993, hộ khẩu thường trú tại Mai Đình, Sóc Sơn,
và Vũ Khánh Hòa sinh năm 1996 ở Liên Sơn, Sóc Sơn về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Công an quận Hoàn Kiếm vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phạm Văn Hưng, sinh năm 1974, trú tại phường Phúc Tân, quận Hoàn Kiếm, để điều tra về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Hưng bị Công an phường Trương Dương phối hợp với đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an quận Hoàn Kiếm bắt khi đang mang theo 21 gói heroin, tổng trọng lượng 2,303 gram. Nạn đổ trộm phế thải dọc theo tuyến sông Hồng và xây dựng công trình trái phép đã trở thành vấn đề nhức nhối nhiều năm qua, gây khó khăn cho chính quyền địa phương trong công tác quản lý. Điều này không chỉ gây mất an ninh trật tự, ô nhiễm môi trường mà còn vi phạm nghiêm trọng về trật tự xây dựng, hành lang, đê điều và thoát lũ. Trước thực trạng này, quận Tây Hồ Hà Nội đang vào cuộc quyết liệt tập trung xử lý dứt điểm các vi phạm mới phát sinh và đã tồn tại từ lâu tại khu vực ngoài bãi sông Hồng. Nằm ở cuối ngõ 310 Nghi Tàm, hay còn gọi là khu vực Thuyền Bát, có một công trình xây dựng trái phép vừa được lực lượng chức năng phường Tứ Liên tiến hành xử lý, phá dỡ vào ngày 21 tháng 2 do vi phạm luật đất đai và luật đê điều. Công trình này có diện tích 50m², khung sắt và lợp mái tôn. Mới đây, tại các khu vực ngõ 76/39 An Dương, cũng trên địa bàn phường Tứ Liên, đã tái diễn tình trạng đổ trộm đất phế thải, mặc dù địa phương đã bố trí cắm chốt trực tại 3 điểm trên địa bàn phường. Lợi dụng buổi trưa, cái tuần nghỉ của các lực lượng chức năng, thì cũng đã đổ trộm một hai xe. Chúng tôi cũng đã cho kiểm tra và thực hiện cái việc thanh tải chuyển đi đúng lời quy định. Trong thời gian tới cũng sẽ quyết liệt hơn nữa để làm sao mà đảm bảo cũng như là giữ vững địa bàn, không để xảy ra những cái việc như vậy. Mấy hôm nay thì bên ủy ban cũng đã tổ chức cưỡng chế và múc rác thải đi rất nhiều rồi. Cũng mong là phường xử lý triệt để. Người đứng đầu chính quyền quận Tây Hồ cũng đã yêu cầu phường Tứ Liên phải giải quyết dứt điểm cả những điểm tồn tại trước đó trong 3 tháng này, đồng thời không để những vi phạm mới phát sinh gây bức xúc trong nhân dân. Thì tăng cường làm ngoài giờ, kể cả làm đêm, và cái thứ ba vẫn không đạt được ấy, thì chúng tôi yêu cầu là tăng tất cả các cái điều kiện cho phép để làm sao dù có số lượng có đến đâu chăng nữa cũng phải hoàn thành xong trong tháng 3. Đấy là cái bắt buộc. Còn cái cuối cùng, nếu không được thì chúng tôi yêu cầu xử lý thay thế cán bộ hoặc tạm thời sẽ đình chỉ công tác để cho đồng chí cán bộ đó để tập trung vào thực hiện mỗi cái nhiệm vụ này. Quận Tây Hồ cũng xác định đây là vấn đề nhức nhối, tồn tại của cả phường Nhật Tân, Phú Thượng và Yên Phụ, tác động trực tiếp đến sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Vì vậy, cần sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị từ quận đến phường. Quận sẽ tái kiểm tra việc xử lý vi phạm của các phường, đồng thời cũng sẽ có những biện pháp mạnh tay hơn đối với các trường hợp vi phạm và triển khai một số giải pháp nhằm ngăn chặn tình trạng này tái diễn. Cướp giật bằng xe máy là một thủ đoạn rất nguy hiểm của những kẻ phạm tội. Chúng thường chọn theo dõi trước nạn nhân rồi bám theo, chờ thời cơ sơ hở để thực hiện hành vi bất chấp an toàn tính mạng của người khác. Xin mời quý vị cùng chúng tôi theo dõi một đoạn clip mới được một camera hành trình tình cờ ghi lại được mới đây để thấy rõ hơn sự manh động và nguy hiểm của loại tội phạm này. Ngày 3 tháng 3, trên mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại một vụ cướp táo tợn xảy ra trên địa bàn thị trấn Hưng Nguyên, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An. Sự việc xảy ra vào khoảng hơn 7 giờ sáng ngày 3 tháng 3 trên tuyến quốc lộ 46A đoạn qua địa bàn thị trấn Hưng Nguyên. Người đăng clip trên mạng xã hội cho biết thêm, nạn nhân sau đó đuổi theo và bị ngã, rất may không bị thương tích nặng. Theo thông tin chúng tôi mới cập nhật, Công an huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An đã bắt giữ được nghi phạm gây ra vụ cướp là Nguyễn Văn Tuấn Anh, sinh năm 2003, trú tại xóm 4, xã Hưng Lợi, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An. Theo pháp luật hiện hành, nếu các nghi phạm vô ý gây tai nạn hoặc là cố ý gây tai nạn nhưng chỉ nhằm mục đích trốn chạy chứ không cố ý gây chết người, thì sẽ bị xử lý về tội cướp tài sản hoặc cướp giật tài sản cùng tình tiết định khung làm chết người. Theo điều 168 Bộ luật hình sự, tội cướp tài sản quy định nếu người phạm tội làm chết người, khung hình phạt áp dụng là phạt tù từ 18 đến 20 năm hoặc tù chung thân. Theo điều 171 Bộ luật hình sự, đối với tội cướp giật tài sản cùng tình tiết định khung làm chết người, nghi phạm sẽ đối diện với mức án từ 12 cho tới 20 năm tù hoặc là tù chung thân. Ngoài ra thì nghi phạm còn phải bồi thường thiệt hại về tính mạng bị xâm hại cho gia đình nạn nhân. Mức bồi thường do các bên thỏa thuận căn cứ Bộ luật dân sự 2015. Đây cũng là một bài học cảnh giác cho tất cả chúng ta về ý thức tự bảo vệ tài sản của mình khi tham gia giao thông, tránh tạo cơ hội cho những kẻ có ý đồ xấu thực hiện hành vi phạm tội.
Bản tin 141 ngày hôm nay xin được khép lại tại đây. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị vào khung giờ này ngày mai.